Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì trưa hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình gió mắt thấy. Chào trưa hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình gió mắt thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình tất cả các một số loài nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến gió mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video qua trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình gió mít Thái hôm nay thì giảm so với ngày hôm qua nha quý bà con. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình gió mít có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Tình hình gió mít trưa hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long cao nhất là 25, cao nhì là 15 và mít cam 3 là 6. Khu vực Cần Thơ thì cao nhất là 25, cao nhì là 15 và mít cam 3 là 6. Khu vực Đồng Tháp thì cao nhất là 26, cao nhất là 16, giá mít cam 3 là 7. Khu vực An Giang thì cao nhất là 26, cao nhất là 16, giá mít cam 3 là 7. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua với giá đồng từ 5.000 đến 5.500 đồng một ký. Còn ở khu vực Trà Vinh thì cao nhất là 25, cao nhất là 15, giá mít cam 3 là 6. Ở khu vực Sóc Trăng thì cao nhất là 25, cao nhất là 15, giá mít cam 3 là 6. Khu vực Long An thì cao nhất là 25 đến 26, cao nhì là 16, giá mít cam 3 là 7. Khu vực Tiền Giang thì cao nhất là 26, cao nhì là 16, giá mít cam 3 là 8. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, chứ khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn khu vực Tây Ninh thì cao nhất là 25, cao nhì là 15, giá mít cam 3 là 6. Ở khu vực Đồng Nai thì cao nhất là 24, cao nhì là 14, giá mít cam 3 dao động từ 5 đến 6. Khu vực Bình Phước thì cao nhất là 24, cao nhì là 14, giá mít cam 3 là 5 đến 6. Khu vực Bình Dương thì cao nhất là 24, cao nhì là 14, giá mít cam 3 là 5. Khu vực Đồng Nai thì cao nhất là 24, cao nhì là 14, giá mít cam 3 là 5. Giá chợ hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với giá đồng từ 4.500 đến 5.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì cao nhất là 23, cao nhì là 13, giá mít cam 3 là dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng ký. Giá chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với giá đồng từ 4.000 đồng ký.